Xin chào, Phước Bảo xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả đã cùng đến với chương trình Hành Trình Đất Phương Nam. Quý vị thân mến, chương trình Hành Trình Đất Phương Nam được phối hợp thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long cùng với công ty Sao Đỉnh Cao. Với khung giờ phát sóng quen thuộc 19:35 tối thứ ba hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1 quý vị nha. Và quý vị ơi, hiện tại thì Quốc Bảo đang có mặt tại một cái địa chỉ phải nói là rất là nổi tiếng và quen thuộc với người dân của thành phố Hồ Chí Minh, ngay phía sau Quốc Bảo, đó chính là số 336 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, quận Nhất. Đó chính là chợ Tân Định à. Yeah. Và với khung giờ này thì Quốc Bảo cũng đã hẹn gặp một nhân vật rất là đặc biệt. Như là tất cả quý vị khán giả đều biết là mỗi chuyến đi mà chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi với nhau nè, đi tham quan nè, đi trải nghiệm nè, thì sẽ có một nhân vật khách mời đồng hành, đó chính là một nghệ sĩ. Mà không biết ngày hôm nay với khu chợ Tân Định quen thuộc này thì nghệ sĩ đó sẽ là ai đây? Có gợi ý của nghệ sĩ hả? Vẫn là logo quen thuộc của chương trình Hành Trình Đất Phương Nam. Và lần này hãy cùng nhau khám phá coi, hãy tìm khách mời có ngoại hình mình hạt sương mai. Và đây sẽ là một khách mời trong showbiz Việt. Wow, hấp dẫn đây. Một nghệ sĩ tiếp theo. Và với cái gợi ý gồm 4 chữ mình hạt sương mai, đây là 4 từ miêu tả lên một cô gái rất là thanh mảnh, người mẫu nha. Hãy cùng theo chân Quốc Bảo để đi tìm người đẹp tại chợ Tân Định nha. Let's go. Trời ơi, ở đây bán vải đẹp quá nè. Ôi quá trời màu sắc luôn. Dạ mấy chị cho em hỏi là nãy giờ có người mẫu nào mà đẹp đẹp cao cao đi ngang qua đây không? Đó. Trời ơi, ở đây bốn, em thấy là bốn cô là bốn người mẫu rồi nè. Đó, chị ba, chị bảy không nè. Gần quá nè. Cảm ơn mọi người. Mau ta. Ủa? Ý hình như Ngọc Hoa. Hoa đâu có. Đây là cô Tám. Cô Tám mới mở hàng nè. Con mua gì ủng hộ cô đi. Ủa vậy hả cô Tám? Cô Tám bán gì vậy? Cô Tám bán quần. Bán quần hả? Con mua áo được không? Ấy trời ơi. Ê, rớt là phải mua cho em á nha anh Bảy nha. Quần xà lỏn, mua cái quần xà lỏn. Nhưng mà hôm nay là anh có nhiệm vụ đi quay chương trình tiếp Hành Trình Đất Phương Nam. Nhưng mà có cái gợi ý của chương trình là cái gì? Khách mời là một nhân vật trong showbiz Việt mà có cái cụm từ là mình hạt sương mai. Em đó. Mình có ai ở đây không, người mẫu diễn viên gì mà xinh xinh mà kiểu em đó không? Là em nói rồi bảo là em thiệt á hả? Là em, mình hạt sương mai là em. Anh quên hai cái quần là tính tiền cho anh Bảo nha cô. Nhiêu dạ. Bao nhiêu cô? Bao nhiêu một cái? Đây quần này nè, nhỏ nhỏ nè. Anh Bảo đi mất tiêu rồi. Mệt quá. Chợ to thì chứ chạy rộng ơi rộng luôn á. Hay quá. Qua mới tới. Kêu mua hai quận cho nhỏ ủng hộ nhỏ xong đi luôn. Không có mang, không mang tiền. Em biết đâu em gửi cổ rồi, em nói là xíu nữa là con bán giùm cô nha. Khi mà bước vào cái không gian của chợ Tân Định ha, chúng ta thấy là ở đây là một cái ngôi chợ phải nói là rất là lâu đời luôn rồi. Dạ. Đó Ngọc Hoa, được thành lập vào năm 1926, là đến đây coi như là gần 100 năm rồi. À, trời lâu luôn. Quá dữ dằn ha. Và cái lối kiến trúc á, đặc biệt là cái khu cổng chợ của chúng ta có tất cả là 3 tháp chuông. Mà tới thời điểm hiện tại thì vẫn còn cái một tháp chuông ở giữa, vẫn còn hoạt động với chiếc chuông đó. Và bên cạnh đó nữa, ở khu vực tháp chuông của chúng ta có một cái đồng hồ cổ. À có em ở đây, bự lắm à. Đồng hồ cổ, đúng rồi, rất là to luôn, dạ, ở trên dạ, đỉnh dạ, luôn dạ. Giống như là nơi tập trung để cho tất cả mọi người đi chợ có thể là quan sát được thời gian. Và đặc biệt nữa là cái khu chợ Tân Định này á, có tất cả là 4 mặt tiền khác nhau. 4 mặt tiền. Có hay đi chợ Tân Định không? Đây là lần đầu tiên tới. Ở đây là một cái ngôi chợ phải nói là rất là nổi tiếng. Dạ. Với cái mặt hàng là vải nè, rồi may mặc nè. Dạ. Rất là nhiều các mặt hàng khác nhau nè, đa dạng. Dạ. Về ngành hàng và đặc biệt là đồ ăn thức uống cũng rất là nhiều hấp dẫn nữa. Có đồ ăn ngon lắm, dẫn đi chơi, đi chơi, đi ăn, đi chụp hình rồi tí, mua được gì mua. Được không? Thiệt. Đi. Đi. Này cảnh mà đúng không? Đi chơi nha. Mà đi không hả? Phải có, em thích có thử thách lắm, em kiếm thử thách cho em đi. Em thích có thử thách hay vậy mà. Đến với chợ Tân Định không biết là thử thách của chương trình là gì đây. Trong vòng 2 phút, MC và khách mời sẽ nhận được 100.000 đồng và mua một món quà tặng cho đối phương và chụp hình với một du khách nước ngoài là hoàn thành thử thách ngày hôm nay. 3, 2, 1, bắt đầu, đi thôi. Ê, mà em đã nghĩ ra mua gì chưa? Em á, thôi bí mật, tặng anh phải bí mật, nói trước biết sao. Dạ, con Quốc Bảo. Đúng rồi, cô nhớ mặt, còn đây cũng biết nữa gì Hoa. Dạ, con Ngọc Hoa. Ngọc Hoa. Đúng rồi, cô cũng biết nữa mà cô quên nó giờ nữa. Biết dạ, cảm ơn cô. Dạ, yeah. Cô biết. Chúc dạ. Cô buôn bán bán đắt. Bây giờ sẽ mua quà tặng anh Bảo.
Cô ơi, cô ơi. Dạ cho con hai cái quần này đi. Thôi à, chật thì coi như anh Bảo không có cơ duyên mặc cái quần này. Dạ không có đủ duyên tới cái quần tà lõn này. Cảm ơn cô. Dạ. Coi như là mình mua được quà tặng anh Bảo rồi. Nhưng mà bây giờ á, tặng sao chẳng bất ngờ, cái dấu cơ anh đoán, đoán đúng mới cho vậy mới hay. Bị thấy. Quên. À, cô quên, con còn thử thách nữa, chụp hình với cô nữa. Chụp hình với cái tiệm của cô xíu rồi à. Đó, xe bà đôi ở đề xuất. Có hồi nãy giờ tôi chờ nó hoài mà nó không kêu. Giờ kêu còn chết rồi. Rồi mình cười cái nha con. 2, 3. Chị ơi, chị cho em hỏi là cái bó này nhiêu chị ha? 100 ngàn. Ôi, ta vừa hít vậy ta. 100 ngàn. Mình có đúng 100 ngàn luôn. Tại mình cũng đâu có đi mua cái gì thêm đâu. Thôi, xài hết tiền luôn cũng được nữa. Đó, những cô gái của chúng ta là những bông hoa rất là xinh đẹp. Nên chúng ta tìm những cái bó hoa đẹp này để gửi tặng cho Ngọc Hoa. Em với chị selfie với nhau tắm nha. 1, 2. Anh Bảy cần chị Bảy chụp giùm không? 3, 2. Anh Bảy. Rồi, em cảm ơn chị. Bán chị Bảy mấy bó bông coi. Bán gì, hôm nay tôi đâu đi bán bông đâu. Tôi đi mua bông đó bạn. Dạ, em gửi chị. Cảm ơn chị. Biết sao không? Ủa, tặng tôi cái gì vậy? Đó. Vậy có cái bó hoa, anh thấy đi ngang mà thấy tươi quá mà đẹp, mà thấy hợp với em nữa. Gửi tặng cho Ngọc Hoa. Trời, hợp bộ đồ. Xinh quá, xinh quá, cảm ơn anh nhiều. Dễ thương. Rồi anh biết em tặng anh gì không? Gì? Anh đoán xem. À, đồ ăn, anh mê ăn. Không, mê ăn, ăn thịt. Chứ tặng gì vậy, bí mật kìa. Nè, mở ra đi. Cái áo đẹp vậy lắm đó. Áo đẹp vậy lắm hồn. Ơi đẹp nha, xinh nha. Thấy được, đẹp đúng cái fashion của thời anh. Thời trang. Đúng. Nhiệm vụ của chúng ta đó chính là chụp ảnh với người nước ngoài nè. Có chưa nè. Ủa? Có hình nha. Thưa quý vị, các bạn hãy cùng đến với kết quả của ngày hôm nay. Xin mời. I have one challenge on the TV. Yeah, sure. Can you take a picture with me? Yeah, sure. That's it? Yeah, thank you. Sure. Yeah, okay. Bye. Should I stand over there? Yeah. 1, 2, 3. Yeah. À, vậy em thua. Muốn ăn gì? Hoa bao. Ghê vậy ta, hoa bao. Giờ trưa mà nắng nắng vậy mà có ly nước gì mát mát, ngọt ngọt, thanh thanh uống này tuyệt vời á. Có chè. Có chè không? Chợ này có chè. Ở đây chè ngon lắm á. Chè ngon. Mời tất cả quý vị khán giả đi ăn chè cùng với Quốc Bảo và Ngọc Hoa. Đi thôi. Ra. Vô. Mời anh ăn nha. Ngon nha. Trời ơi. Chè đúng thiệt. Khuấy lên. Trời nắng mà đi chè, chè đá gì mà nhiều đá vậy ha. Mát lạnh. Trời nó mát. Mát quá. Ê nhưng mà chầu này hơi nhẹ nha. Đừng lấy giùm em mười mấy ly cho ekip. Không mà ngon mọi người. Ngon nha. Mà. Ok. Ok ok. Rồi sao hôm nay coi như là mình đi ăn, đi chơi, đi mua đồ, đi tham quan, trải nghiệm hết cái chợ Tân Định rồi. Ngọc Hoa thấy hôm nay chuyến đi của hành trình đến Vân Nam như thế nào? Chạy quá chạy, chụp hình rồi đó, nhưng thấy vui lắm. Khi mà đi ở đây á, mọi người á, mấy cô tiểu thư cũng nhận ra tụi em. Đúng rồi. Vui, nhận ra anh, nhận ra em, thấy vui lắm. Trời ơi, ở ngoài trẻ hơn, đẹp hơn, mừng quá trời, khen bé mừng. Này nó dễ thương quá, dễ thương hơn hả, trên TV. Nói chung là hôm nay cảm ơn anh đã mời em tới chợ Tân Định. Và hy vọng là tất cả mọi người đến chợ Tân Định một lần ha. À, chúng ta đến đây để check in nè, chụp hình nè, rồi mua được cái gì mua nè, ăn chè nè. À, và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã cùng đồng hành với Quốc Bảo và Ngọc Hoa ở trong tập này của chương trình Hành Trình Đất Phương Nam. Và hy vọng là những cái tập tiếp theo chúng ta sẽ được đi nhiều nơi hơn nữa, chơi vui hơn nữa, nhiều trải nghiệm đáng nhớ hơn nữa quý vị nhé. Và quý vị ơi, đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình 19:35 tối thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình được phối hợp thực hiện bởi đài truyền hình Vĩnh Long cùng với công ty Sao Đỉnh Cao. Còn bây giờ thì Quốc Bảo và Ngọc Hoa xin chào và hẹn gặp lại. Rồi cho ly nữa mang về được không? Rong biển nè. Bên kia em nhớ em làm là công nhân quá lao động. Đến với một cái trải nghiệm rất là thú vị. Tập thể dục hả? Mệt lắm, mệt lắm. Đi coi kịch. Tìm bông trang màu hồng tím của nhóm kịch đời. Ê đi coi kịch hay gì? Có đặt vé chưa? Ờ, đi coi kịch. Ủa mà em tưởng là chương trình đặt cho tụi em rồi. Ủa alo? Alo. Đặt vé chưa?